giữ cương phổ cứu giang xa. Trong mưa xin ấm nhau lại.
hoàng tử trở về cố thôn. Để cho Lâm đại ca đền ơn vũ lộ giữa rừng sâu là mộ của anh nha. Rõ được lòng trung hoàng quân ơi, nếu may mắn thoát nạn trở về thì ta xin nhận dây đoan anh đem lạnh lùng với chiếc ấm con thơ chờ chồng ở lý thương gió cổ hiện thế hạnh dân ta.
và kính thưa quý vị, trích đoạn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Đêm Cải Lương, đêm hội ngộ của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay.